Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Sutoki và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở cái lều tuyết bên vùng Bắc Cực và trong thời gian giữa hai tập á thì mình đã có chịu khó dạy nghề cho những anh dân làng mà mình chữa bệnh hôm trước để anh có thể trao đổi cho mình những cái quyển sách tốt hơn. Và anh dân làng thú thư này sau khi dạy nghề á thì đã cho mình một cái quyển sách sửa chữa, một quyển sách mà mình rất là cần thiết luôn, tại vì hiện tại mình có cái cánh và cái đinh ba đang hỏng rất là nặng nhưng mà không có cách nào để sửa ấy. Và khi có quyển sách sửa chữa này thì mình có thể ép vào và dùng kinh nghiệm để sửa nó lại và sử dụng rất là lâu luôn. Và để dạy nghề cho ảnh thì chúng ta cần phải có một cái khối dạy nghề. Ở đây thì muốn cho thành thú thư thì chúng ta cần cái bục để sách nè, mình sẽ đặt ở phía trước mặt để cho ảnh nhìn thấy nha. Và cái thời gian á thì nó cũng ảnh hưởng đến việc dạy nghề. Hiện tại thì trời đang trên cao, thành ra mình có thể dạy nghề cho ảnh nè. Và muốn reset thì chúng ta có thể đập cái này ra và đặt lại như vậy. Đó, vậy là ảnh đã đổi nghề rồi. Giờ mình sẽ thử đổi anh này thêm một xíu nữa, coi ảnh đổi ra cái quyển sách chậm hỏng không nhá. Tại gia tài ba nè, các bạn thấy chưa? Cũng cuốn sách gia tài ba này khi mà enchant á thì rất là khó ra luôn. Nhưng mà hiện tại thì mình đã có cúp gia tài ba rồi, thành ra mình không có cần quyển sách đó. Vô hạn, toàn là những quyển sách tốt thôi. Để coi nào, xuyên vào da thịt á, để mình đổi một xíu á. Mình đang cần cái quyển sách chậm hỏng nữa để mình có thể kiểu như là kéo dài cái thời gian sử dụng những cái công cụ của mình lên. Chậm hỏng 2 rồi, cố lên. Tìm cái cuốn sách chậm hỏng 3 nữa là tuyệt vời luôn. Bảo vệ khỏi vật được bắn á. Để đổi thêm một lần nữa nè. Bảo vệ 2. Và ở đây thì có một vài cái dòng á là cấp độ tối đa luôn, như là sắc bén 5 này hoặc là sức mạnh 5 á. Ở phiên bản mới nhất thì hình như không thể nào mà ép lại thành cái công cụ có dòng 5 đó đâu. Mình có hai anh dân làng đổi sách sửa chữa rồi. Và để giữ anh dân làng này không có mất cái nghề á thì các bạn có thể trao đổi để ảnh giữ lại nghề nhá. Ở đây mình có một ít cái hình như là emerald thì phải. Để coi đây, mình có một ít nè, để coi ảnh đổi cái gì nhá. Mình cần 6 emerald á. 6 emerald. Có vẻ không đủ rồi. Nhưng mà mình sẽ kiểu như đổi luôn đi, có gì một hồi về á rồi mình trao đổi với mấy anh dân làng để kiếm thêm emerald nha. Mình sẽ cho 6 viên emerald vào đây. Đó, sau khi mình đổi với ảnh một lần á và mình đập cái này ra. Đấy, ảnh vẫn không có mất nghề đâu các bạn, ảnh vẫn giữ nghề bình thường nè. Như vậy thì mỗi lần mà chúng ta cần cái quyển sách sửa chữa thì có thể chạy lại chỗ anh dân làng này và dùng emerald cũng như là sách để đổi thôi. Và anh dân làng này thì chỉ bán mình cuốn sách sửa chữa với giá 9 emerald thôi, rất là rẻ luôn. Tại vì hôm bữa mình mới chữa bệnh cho ảnh ấy, và một số bạn có chỉ mình là có thể giúp ảnh kiểu như là giảm giá bằng cách là cho xô nước vào. Để mình thử nha. Cho xô nước vào. Ủa, có cần cho hai nhân làng này gặp mặt nhau không ta? Mình cho xô nước vào nhưng mà anh vẫn không có giảm giá các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, dù sao với giá 9 emerald để đổi một cái quyển sách sửa chữa là mình thấy nó rất là hợp lý rồi. Chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà để trao đổi thêm với mấy anh dân làng để kiếm thêm cái ngọc lục bảo này nè. Chứ giờ có 6 cái ngọc lục bảo thôi, đâu có đủ để đổi sách sửa chữa đâu. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà để bắt đầu kiếm tiền để mua sách của mấy anh này nhá. Sau một lúc trao đổi thì mình đã có thêm được một ít cái ngọc lục bảo rồi. Và mình thấy ở đây có một anh dân làng đổi cái len trắng này, thứ mà chúng ta có thể farm rất là dễ dàng luôn. Và hiện tại trong rương của mình thì mình đã đổi hết rồi, còn có 11 cục len trắng ha. Sẵn tiện đây chắc mình sẽ làm luôn một cái máy farm lông cừu nha, để sắp tới chúng ta còn trao đổi để kiếm thêm ngọc lục bảo nè, và có thêm lông cừu để xây dựng. Và để làm được một máy farm lông cừu thì chúng ta cần có một cái đường ray, một cái phễu và một cái xe mỏ chứa cái phễu. Ngoài ra thì cần phải có một cái khối theo dõi này và một cái máy phân phát nữa. Máy phân phát thì chúng ta có thể chế tạo từ một cây cung. Đây mình sẽ sửa cây cung này lại để cho nó full độ bền nha. Tại vì mình sợ cây cung mà chưa full độ bền thì nó sẽ không có chế tạo được á. Để coi nào, công thức làm cái máy phân phát như thế nào ta. Mình cũng không nhớ công thức của cái máy phân phát nữa. Đây máy phân phát đây, cần đá cội và một cái bột redstone. Đây bột redstone nè, đá cội ở đây, rồi chế tạo luôn. Máy phân phát đây,
Và chúng ta cần thêm một cái bộ redstone nữa để kích hoạt cái máy phân phát. Ngoài ra để cắt lông cừu thì chúng ta cần phải có kéo. Và ở đây mình còn thừa một vài cái kéo nè. Và cần thêm vật liệu xây dựng nữa. Tại vì mình muốn xây dựng và trang trí luôn. Mình sẽ sử dụng gỗ sồi nè, kết hợp với gỗ, cái này là gỗ vân sam á. Thôi sử dụng gỗ sồi sẫm đi, để cho cái phần máy á, nó đẹp hơn. Đây gỗ sồi sẫm. Và bây giờ chúng ta sẽ ra bên ngoài và bắt đầu xây dựng. Và phần sàn ở phía dưới chắc mình sẽ sử dụng gạch đá cũng được nè. Rồi giờ ra ngoài và bắt đầu xây dựng thôi. Khu vực xây dựng thì chắc mình sẽ xây cạnh cái nông trại của mình luôn. Để sắp tới muốn cần gì liên quan về nông trại á, thì chúng ta chỉ cần lại cái khu vực này nè. Ở đây thì có chỗ để chúng ta chăn nuôi. Bên đây có chỗ để chúng ta có thể chứa ngựa nè. Và bé ngựa vàng thì hôm bữa mình để bên kia rồi, chưa kịp dắt vào nữa, chỉ còn bé ngựa xám thôi. Và chắc mình sẽ làm cái máy farm lông cừu ngay tại vị trí này nè. Sắp tới mình sẽ cố gắng mở rộng thêm thật là nhiều những cái máy farm lông cừu nữa, để chúng ta có thể có thêm nhiều cái lông cừu khác màu nhá. Đầu tiên thì mình sẽ đặt trước một cái trụ tại đây đó. Sau đó mình sẽ cách ra 3 ô và đặt tiếp một cái trụ và cách ra tiếp 3 ô nữa, để chúng ta làm được một cái hình vuông có kích thước bên trong là 3x3 nhá. Kế tiếp thì mình sẽ chế tạo một cái bàn crafting ở đây để mình có thể làm thêm một vài cái rương để chứa cái len cừu sau khi cắt nữa. Đây mình sẽ sử dụng gỗ sồi sẫm đi để cho nó tiết kiệm một cái rương đôi, rồi mình sẽ đặt ngay tại vị trí này. Đó, kế tiếp thì chúng ta sẽ gắn vào đây á, là một cái phễu nha, cái phễu hướng vào cái rương nha. Ở phía trên cái phễu thì chúng ta sẽ gắn một cái đường ray, và trên đường ray sẽ gắn một cái xe mỏ chứa phễu như vậy. Rồi chúng ta chỉ việc kéo cái phần trụ lên thêm 2 ô nữa là 3 ô nha, rồi sau đó nối ngang là được rồi. Như vậy thì chúng ta đã xong cái phần sàn dưới. Kế tiếp thì mình sẽ ốp cái phần xung quanh lại để nhìn cho nó đẹp hơn. Bây giờ thì mình sẽ gắn những cái cục đất có cỏ vào phần sàn phía trên. Đó, như vậy là đã xong cái phần sàn trên rồi. Kế tiếp thì mình sẽ gắn vào đây á, là một cái bọc redstone ở phía sau nhá. Kế tiếp là một cái block theo dõi, có cái mũi tên á, là hướng vào cái bọc redstone nha các bạn. Đây mình sẽ đặt như vậy. Đó, cái hướng mũi tên nè phải hướng vào cái bọc redstone nhá. Và để cho nó cắt lông cừu thì chúng ta cần phải có một cái máy thả. Và trong phiên bản 1.14 này á thì cái máy mình làm nhầm rồi. Mình phải làm cái thiệt tình mình phải làm cái máy phân phát mà. Ui mình làm nhầm mất tiêu rồi. Hàng gì nhìn sai rồi. Ok, giờ mình sẽ vào trong để làm lại cái đó. Giờ ra ngoài mới để ý á. Rồi giờ thì vào trong để làm lại cái máy phân phát nha, cũng như là mình sẽ lấy thêm ít cái kính nữa để chặn không cho bé cừu chạy ra bên ngoài. Mình sẽ lấy kính trước. Đây mình sẽ lấy một ít kính nè và làm lại cái máy phân phát cái đã. Máy phân phát đâu ta? Redstone. Đây máy phân phát nè. Máy phân phát thì ui. Bị lỗi à. Nè, cái này để máy phân phát mà nó không có cái cung tên ở giữa. Ồ, vậy là cái bàn crafting này nó đang bị lỗi hay sao á? Rõ ràng là mình nhấp vào cái máy phân phát mà nó lại chế tạo cái máy thả luôn. Gắn vào như vậy và cho vào đây á là những cây kéo là xong rồi. Đây mình sẽ cho tạo vào ba cây kéo nha. Ba cây kéo này cắt được rất là nhiều lông luôn cho coi. Rồi lấy lại cái rương sugar nè. Và bây giờ mình sẽ gắn thêm kính nữa là hoàn thành cái công đoạn xây dựng rồi. Và mình cần phải dẫn một bé cừu lên đây trước cái đã. Và để dẫn lên thì chắc mình sẽ làm một cái đường đi như vậy đi. Và một xíu nữa mình sẽ vào trong để lấy lúa sau nha. Còn bây giờ thì cần phải làm cái phần mái cho cái chỗ này cái đã. Hiện tại thì mình đang dẫn một bé cừu trắng vào trước nha. Tại vì cừu trắng thì chúng ta có thể nhuộm lại lông ấy. Thành ra mình sẽ dẫn cừu trắng vào trước. Rồi đi lên, đừng, cừu hồng đi xuống. Một đi xuống đi, bắt cừu trắng mà. Đi xuống. Rồi lên. Chen, đi cừu hồng đi xuống nè. Rồi đi vô. Vô đây, để vô. Ui, mình phải đẩy vô ngược rồi. Rồi, đi vô trong nha. Đặt ở đây và ở đây nữa. Nó vậy là xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đập cái này ra nè.
gắn lại một cái. À, đứng ở đây đợi một xíu coi coi bé cừu này có ăn cái cục cỏ dưới không nhá. Tại vì khi mà cái cục đất có cỏ này mà mất đi phần phía trên á thì nó sẽ kích hoạt cái redstone á và sẽ tự cắt lông cừu luôn. Giờ mình sẽ dọn mấy cái này ra nè. Và sắp tới thì mình sẽ xây thêm thật là nhiều những cái chỗ như vậy ở xung quanh cái khu vực này luôn, để chúng ta có thể có đủ màu len luôn ấy. Rồi. Ui, anh nhân làng đi xuống. Anh nhân làng của mình đi lên đây làm gì không biết nữa. Ở trong này là cái chỗ farm thịt gà của tôi mà. Anh leo lên đó, anh hết biến đường lên rồi. Đi 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 đi. Đây mở mở. Ui, mình phải mở cho anh đi lên các bạn ơi. Hình như anh muốn đi lên trên hay sao á. Rồi nè, đi lên đi. Thiệt tình luôn á, nhân làng muốn lên trên cái cái con gà khổng lồ của mình để ở á. Ồ, ok, cho anh ăn trảnh, anh giữ cái chỗ đó giùm mình cũng được. Rồi, bây giờ vào trong để lấy một cái cục đá phát sáng cái đã. Đây, đá phát sáng nè, lấy một cục thôi. Cất kính vào lại. Lấy một cục đá phát sáng ở đây. Rồi, đi ra ngoài kiểm tra luôn. Rồi, đi vào trong ngủ là vừa đó. Mới đây gần tối nữa rồi. Ui, ui, bị vướng. Và bé ngựa vàng của mình á, thì chạy cũng khá là nhanh thôi. À, nhưng mà được cái là nhiều máu nữa. Thành ra mình cũng khá là thích đó. Nhưng mà xét về tốc độ thì bé ngựa mà kim cương của mình vẫn là best rồi. Nè, cắt mất tiêu rồi nè. Đó, các bạn thấy chưa? Khi nào mà cái cục đất có cỏ này á, nó mọc cỏ lại thì bé cừu này sẽ ăn và sẽ bị cắt lại thêm một lần nữa. Là như vậy chúng ta có thể có rất là nhiều lông cừu luôn. Nhưng mà thỉnh thoảng thì các bạn phải đi về phía sau nè và kiểm tra cái cây kéo tỉa này nha. Tại vì nó hư là nó không còn cắt được đâu. Rồi, vậy là cái máy farm nó đã hoạt động. Và bây giờ mình sẽ gắn vào phía trên á là một cái cục đá phát sáng là xong cái chỗ này rồi nha. Và mình sẽ đi ngủ, rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ cùng nhau làm cái công việc tiếp theo nha các bạn. Hiện tại trong kho của mình còn một ít quặng than nè. Bây giờ mình sẽ sử dụng cây cúp gia tài 3 của mình ấy để đập hết cái số than này ra để chúng ta có thể trao đổi với mấy anh dân làng nha. Làng mình thì có khá là nhiều mấy anh ngư dân á, mà ngư dân thì lại thích đổi than để lấy emerald. Đó, thành ra giờ mình sẽ đập hết cái số này coi được bao nhiêu cái cục than nha. Rồi mình sẽ đi đổi bớt cũng như là để dành một ít để sắp tới chúng ta còn sử dụng trong việc nấu nướng nữa. Hẹn gặp lại các bạn khi mình đập hết cái số than này ra nha. Và như vậy thì mình đã được một stack với 63 cục than rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong ngôi làng của mình để trao đổi với mấy anh dân làng trong đây thôi. Khá là nhiều anh mà thích đổi than luôn. Để coi nào. Đây, anh đầu tiên nè. Đổi coi, 1. 10 cục than đổi một cục emerald. Cũng hợp lý. Rồi, than thì dễ thôi. Mình chỉ cần vào hang một xíu là gặp à. Để coi coi ảnh lên cấp 2, anh đổi cái gì nha. Ten ten. Ảnh dùng emerald để làm lửa trại á, hơi mắc. Tại vì em lửa trại thì công thức rất là rẻ luôn. Thôi mình không đổi với anh này nữa, đổi với mấy anh khác để cho mấy anh dân làng của mình ấy ai cũng cấp cao hết luôn. Anh này là anh thủ thư của mình. Mà anh đổi sách hơi vô hạn, hôm bữa mình lỡ đổi mất tiêu rồi. Rồi giờ mình sẽ đổi tiếp với anh này. Anh này thì cũng là 10 cục cục than á để đổi một cục emerald. Mình đổi được 5 cục luôn. Rồi để coi coi cấp tiếp theo anh đổi cái gì nha. Đừng có đổi lửa trại giống như anh kia nha. Ui, mấy anh này đổi lửa trại mắc quá. Anh này cũng vậy nè. Nếu mình đoán không lầm. Mà mình hết than rồi. Vậy là tổng cộng mình đổi thêm được 12 emerald rồi. Để chúng ta coi ngôi làng của mình còn anh dân làng nào mà đổi mấy cái thứ khác không cái đã. Chủ yếu là ngư dân nè, được một vài anh thủ thư cũng như là nông dân. Hình như không, làng mình là toàn ngư dân thôi. Ủa, có anh này là đổi chỉ nè. Nhưng mà mình không có nhiều chỉ để đổi với ảnh. Chắc bây giờ mình sẽ gom hết cái số emerald trong nhà mình coi. Để coi coi mình có tổng cộng là bao nhiêu nha. Rồi qua bên bển đổi để lấy thật là nhiều quyển sách mending về. Rồi ép vào những cái công cụ nè, cũng như là những bộ giáp của mình. Để coi nào. Trong đây còn không? Trong đây hết rồi. Nè, còn nè. Mình được 33 viên rồi. Ở đây có một ít sách đem theo luôn. Kệ sách thì chắc không cần. La bàn không cần. Rương này không còn. Rương này còn nữa. Vậy là mình có tổng cộng là bao coi. Được 18 cái kệ sách.
49 cái quyển sách và 50 viên emerald. Rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ đem theo gỗ nữa, tại vì nhiều khi mà mấy ảnh đổi mấy cái kệ sách để lấy emerald á, thì chắc mình sẽ đổi để lấy thêm emerald và trao đổi á. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại cái lều tuyết đó để trao đổi với hai anh nhân làng sách bán sách sửa chữa nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình qua cái vùng Bắc Cực. Rồi ok, mình đã đi tới cái lều tuyết rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới và bắt đầu trao đổi với hai nhân làng sửa chữa của mình nha. Mình sẽ bắt đầu đổi với anh bên phải trước, tại vì ảnh bán với giá rẻ hơn. Mình sẽ coi coi. Để coi mình đổi được tổng cộng là bao nhiêu cái quyển sách sửa chữa nha. Sách sửa chữa thì mình sẽ cho vào cái rương sugar màu nâu này nè. Rồi, một quyển, hai quyển, ba quyển, bốn quyển và năm quyển. Wow, vậy là mình có tổng cộng là 5 quyển sách sửa chữa rồi. Cho hết quyển sách sửa chữa vào đây. Để coi coi, màu ảnh chưa lên cấp được. Đổi về thì hơi mắc rồi. Để coi anh bên đây coi. Anh này cũng vậy luôn. Vậy là sắp tới thì mình sẽ ưu tiên đổi với anh bên phải trước. Ô, anh giảm giá nè. Ủa vậy là mình đổi với anh một lần là anh giảm giá xuống một lần hả ta? Ồ, để mình thử nha. Một cái cục emerald nè. Để coi coi anh có giảm giá không. Ồ, bây giờ anh chỉ bán với giá 7 emerald và một quyển sách thôi. Rất là rẻ luôn rồi. Vậy là sắp tới mình sẽ cố gắng farm thêm emerald nha. Rồi quay lại để đổi với anh nhân làng này mới được. Ồ, anh nhân làng này, anh nhân làng VIP nhất mà mình từng gặp luôn nè. Đổi sách quá trời rẻ luôn. Anh này thì bán sách tốt nhưng mà giá hơi mắc thôi. Để mình nghiên cứu coi có cách nào để ảnh giảm giá không. Để mình còn trao đổi và kiếm thêm sách sửa chữa nữa. Và chắc bây giờ mình sẽ đi qua cái khu vực farm kinh nghiệm của mình ở dưới DN ấy, để mình lấy thêm kinh nghiệm và ép vào những cái quyển sách sửa chữa ở bên đó luôn nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình di chuyển qua cái khu vực DN. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên con đường có thể nói là nguy hiểm nhất trong thế giới luôn rồi. Tại vì ở phía dưới là Devoid ấy, mình mà rơi xuống dưới là không có cách nào để đi lên, trừ khi mà mặc cái cánh vào thôi. Nhưng mà bây giờ mình đang mặc full giáp kim cương nè. Với lại ở phía dưới mà sau khi chết á thì nó sẽ mất luôn đồ. Nó rất là nguy hiểm luôn. Thành ra bây giờ mình phải rất là cẩn thận. Và phía trước mình đó chính là cái chỗ farm kinh nghiệm bằng Enderman farm. Đó, ở đây có rất là nhiều Enderman luôn. Và ở phía trên cái khu vực enchant của mình cũng có nữa. Tại vì bên đó khi mà đông quá ấy, thì nó sẽ di chuyển qua bên đây nè. Đó, mình sẽ tiêu diệt bớt đi. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt nhà cái rương sugar chứa những quyển sách sửa chữa xuống nha. Mình sẽ đặt ở ở đây đi. Đó. Và coi nào, mình sẽ ép vào cái gì trước ta. À, hôm bữa mình có nói là sau khi có sách sửa chữa, mình sẽ ưu tiên ép vào hai thứ trước. Một là cái cây đinh ba, hai là cái cánh cứng. Ở đây thì mình có một cái cánh cứng hôm bữa còn thừa nè. Đặt cái rương sugar này ở đây. Đây, có một cái cánh cứng còn thừa nè. Lấy cái cánh cứng này và ép vào cái dòng mà mình sửa chữa luôn thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng mà mình cần phải tìm một cái quyển sách chậm hỏng trước cái đã. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đang 64 level rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục enchant nha. Nãy giờ mình có vừa farm á, vừa enchant thêm một vài quyển sách nữa. Và bây giờ mình sẽ lấy thêm một quyển sách chầm hỏng nữa, là tổng cộng là mình có được 3 cái quyển sách chầm hỏng rồi. Đây, một cái cuốn sách chầm hỏng 3 nè, một cái cuốn sách chầm hỏng 2 và hai cuốn sách chầm hỏng 1. Mình sẽ ghép hai cuốn sách chầm hỏng 1 lại với nhau nha, là được chầm hỏng 2 nè. Kế tiếp thì nâng lên thành chầm hỏng 3 luôn. Đó, tổng cộng được hai cuốn sách chầm hỏng 3 rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cái này còn có thêm sức mạnh 3 nữa. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu ép lại những cái cuốn sách này lại với nhau nhá. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một quyển sách Mending ra. Đây, một cuốn sách Mending nè. Lấy cái cánh cho vào đây. Cánh cứng, sửa chữa. Đó, cánh cứng đã có sửa chữa rồi nha. Kế tiếp thì cho cuốn sách chầm hỏng vào. Ta-da! Như vậy thì mình đã có được một cái cánh cứng có dòng sửa chữa rồi. Và có thêm chầm hỏng 3 nữa. Rất là tốt luôn. Và cái quyển sách chầm hỏng này ấy,
Và bộ sách sửa chữa này thì mình sẽ mang về nhà để gắn vào cái cây đinh ba của mình nha. Và ở đây mình có một cây kiếm kim cương nhưng mà chưa có dòng sửa chữa nè, có nhặt ba sắc bén năm chậm hỏng và gây cháy luôn. Chắc bây giờ mình sẽ ép vô cái cây kiếm của mình một cuốn sách sửa chữa luôn cho nó tốt hẳn nha. Đây để coi coi tốn bao nhiêu kinh nghiệm. Ồ, tốn 17 level lận. Cũng khá tốt. Rồi ok, vậy là kiếm mình có tổng cộng là 5 dòng luôn rồi. 5 dòng luôn. Được hai món đồ. Món nào mà có sửa chữa thì mình sẽ cho vô rương luôn, tránh trường hợp mình đi về á mà rớt xuống đi voi thì cũng không sao. Kế tiếp thì mình có một cây cúp mềm mại nhưng mà chưa có dòng sửa chữa. Và một cây cúp sửa chữa nhưng chưa có dòng mềm mại. Nó hơi tréo nghe một xíu á. Nhưng mà mình nghĩ là nên ép vào cây cúp gia tài thì sẽ tốt hơn, tại vì cúp gia tài thì sẽ giúp mình có thể kiếm được nhiều kim cương hơn á. Rồi, vậy là mình sẽ ép vào hay là ép vào hai cây luôn ta. Thôi cái này để các bạn quyết định nha. Các bạn muốn mình ép vào cây cúp nào thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn giờ chắc mình sẽ gom hết cái mớ này rồi đi về nhà thôi. Hôm nay farm quá trời level luôn. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về tới nhà nha. Mình đã quay về tới nhà rồi. Bây giờ mình sẽ ép cái quyển sách sửa chữa tiếp theo vào cái cây đinh ba mà mình tìm được ở tập trước nha. Rồi lấy cây đinh ba nè. Nhưng mà mình đang dự định là sẽ gỡ hai cái dòng này ra, chỉ chờ đúng một dòng sửa chữa thôi, và gắn vào đó là một cái dòng lòng trung thành ấy. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, nhưng mà trước khi ép cái dòng lòng trung thành cũng như là sửa chữa vào thì mình sẽ kiểu như là trải nghiệm cái cây linh ba này lần cuối nha. Hiện tại thì mình có thể sử dụng nó thêm 1-2 lần nữa. Rồi, chuẩn bị bay lên nào. Piu. Wow, thích ghê luôn á. Rồi, bay lên một lần nữa nè. No. Được rồi. Giờ là nó trắng cây đầu bên. Giờ mình sẽ bắt đầu gỡ cái dòng sửa chữa, dòng phù hép nó ra nha. Đây hết dòng rồi nè. Giờ mình sẽ ui hết hồn tưởng đâu mất. Rồi giờ mình sẽ lấy cái quyển sách sửa chữa đâu ta. Đây quyển sách sửa chữa đây nè. Đó, gắn vào đây nha. À mà quên nữa, lấy thêm quyển sách chậm hỏng và lòng trung thành hôm bữa đâu ta. Lòng trung thành đây, lòng trung thành 3. Đó rồi giờ mình sẽ gắn vào nha. Nhầm, qua bên kia mới đúng. Nhưng mà mình sẽ mang theo mấy cái rương này luôn, để có gì mình còn ép thêm những cái quyển sách khác nữa. Và hiện tại thì mình còn thứ gì cần phải ép sửa chữa không ta? Có vẻ là hết rồi, kiếm cũng có rồi, cánh cũng có rồi. Giờ sắp có cây đinh ba rồi nè. Đinh ba, đó, đinh ba sửa chữa nha. Rồi kế tiếp là lòng trung thành đi. Đây, lòng trung thành 3 nè. Và quyển sách cuối cùng đó chính là chậm hỏng 3. Đó, như vậy thì cây đinh ba của mình rất là xịn luôn rồi. Giờ mình sẽ bỏ vào bên đây nè. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu sửa nó luôn. Sửa tại nhà bằng cách sử dụng những cái quặng. Đây, mình có một vài quặng redstone nè, quặng Luli. Nó hai quặng này là hai quặng có rơi ra kinh nghiệm khi mà mình đào ra. Đây, hiện tại là nó không còn độ bền đúng không? Giờ mình sẽ đập ra một cái nè. Đó, nó có độ bền rồi, lại rồi nè. Đập thêm một lần nữa. Đó, để coi bốn quặng. Đó, 4 quặng là nó đã sửa được một ít cho cái cây đinh ba của mình rồi. Mình sẽ đập khoảng cái này là đập khoảng như đây đi. Đó, hy vọng là nó sửa được phần nửa độ bền của cây đinh ba cho mình nha. Để coi nào. Đó, đinh ba đang tăng độ bền lên từ từ rồi kìa. Đấy, thích chưa. Bây giờ mình đã có thể dùng được rồi nè. Phóng ai ta? Để mình test thử nha. Test thử với bé cừu đen này nha các bạn. Giờ chưa có mấy con zombie để test nữa. À đây, tưởng đâu mất tiêu. Mình cứ tưởng mất tiêu không à. Rồi, test lại nè. Một trò đùa vô hại. Rồi. Ủa sao mình phóng cái mình có thành tựu nè. Nhưng mà chích ngõm bé cù rồi. Mà cái này nó mạnh thì các bạn ơi, phóng một phát ngõm bé cù luôn. Ô xịn nha. Bây giờ để mình đập ra một ít cái quặng nữa để mình sửa full độ bền cho cái cây đinh ba này ấy. Rồi mình sẽ đi tìm những cái con quái hoặc là những cái con zombie chết đuối á, để mình thí nghiệm coi cái sức mạnh của cây đinh ba này nó tới mức nào nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình sửa xong độ bền của cây đinh ba. Mình đã sửa xong cây đinh ba rồi. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một ít cái pháo hoa nha, để mình có thể trải nghiệm luôn cái cánh cứng. Mình còn một ít giấy ở đây nè, lấy ra 9 cái giấy nữa. 9 cái rồi. Giờ chế tạo thật là nhiều mấy cái pháo hoa thôi.
công thức nó là như vậy. Đó, mình đã được 45 cái pháo hoa rồi. Giờ mặc cái cánh vào nha. Đó, cánh sửa chữa, đinh ba sửa chữa và kiếm sửa chữa. Ngoài ra còn có cái cúp sửa chữa nữa. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng farm thêm thật là nhiều emerald ấy. Rồi mình sẽ đổi thêm thật là nhiều sách sửa chữa. Rồi ép vào những cái dụng cụ và bộ giáp của mình nha. À, bây giờ mình sẽ đi về hướng nào ta? Hình như là hôm bữa có cái tòa thành của bọn ở cúp dân làng đâu bên đây nè. Bây giờ mình sẽ bay lên nha. Rồi chúng ta sẽ đi tìm bọn chúng và tiêu diệt luôn. Bay lên. Giờ bay thỏa thích luôn mà không sợ nó mau hỏng nữa. Ngoài ra nếu hỏng thì mình còn sửa được nữa các bạn ơi. Để coi nào, bay qua đây thì mình sẽ đi ngang cái ngôi làng của mình. Ngôi làng của mình hiện tại thì vẫn chưa có đưa dân làng vào sống nữa. Thì sắp tới mình đưa những anh dân làng vào đây để sống nha. Ngoài ra mình sẽ nâng cấp lên luôn. Và phía trước mình có cái con zombie đang núp lùm kìa. Để mình qua mển và tiêu diệt nó luôn cái đã. Sẵn tiện test sức mạnh luôn nha. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Ui. Ô, cây này nó hơi yếu các bạn ơi. Phóng hai cái mà không ngỡm được con zombie nè. Ồ, vậy là nó có vẻ là đánh mấy con mớp ác á, là nó không có mạnh cho lắm nha. Nhưng mà theo như mình biết á, cây này là dưới nước sử dụng được nha. Ồ, được được, chắc bây giờ mình sẽ bay về hướng bên đây đi. Sẵn tiện tìm cái chỗ nào mà có biển á, rồi mình sẽ nhảy xuống dưới rồi đánh thử mấy con quái dưới biển nha. Sẵn tiện test với bé bò luôn. Bé bò. Ồ, bé bò một hit không ngỡm nè. Vậy là bé bò 10 máu. 10 máu hình như là không ngỡm các bạn ơi. Ồ, thử đánh thường coi. Ui. 9 sức tấn công. Ồ, vậy cái này dùng thay kiếm cũng được nè các bạn. Nè, chỉ cần ngay hết thôi là có thể tiêu diệt được bé bò rồi. Ồ, tính ra cái cây này có thể sử dụng thay kiếm luôn á. Thích nha, thích nha. Rồi, bay đi tìm chỗ khác để đi khám phá thôi. Sẵn tiện nay có cánh cứng, có dòng sửa chữa nè. Bay thỏa thích luôn nha. Bay qua bên đây để thăm lại ngôi làng của mình hôm bữa nè. Mình nhớ không lầm là đâu bên đây có một ngôi làng mà mình chưa có khám phá xong á. Ừ, đúng không ta? À không, ngôi làng hôm bữa mình bắt cáo chứ. Nè, cáo trong làng của mình nè. Thích chứ. Ui ui. Ui, full set đồ mà mình đang tìm nè, set đồ lưới. Đồ lưới, đồ lưới. Rơi ra. Ui, không rơi ra rồi. Ui, đừng, dân làng, cứu dân làng. Ồ, may quá. Ui, đằng kia cũng có con skeleton đang bắn anh golem nữa kìa. À, mình có cách test rồi. Mình sẽ xuống nước rồi mình phóng thử nha. Cái này phóng ở dưới nước được á. Đây. Ồ, thích ghê các bạn ơi. À, có cách rồi, sắp tới á, mình mà đi khám phá biển á, mình sẽ mang theo cái cây này nè. Đó, sau đó mình sẽ gặp phóng một cái. Đó, vậy là có thể tiêu diệt được những cái con zombie chết đuối luôn. Không sợ bị nó áp sát và đánh á. Chẳng tiện đang gần ngôi làng nè. Mình sẽ ghé qua ngôi làng, rồi ngủ tạm một đêm đi. Rồi sáng thức dậy á, rồi mình sẽ đi tiếp nha. Ủa, có bé mèo nữa kìa. Thôi, ngủ thôi, để không thôi bé mèo sợ rồi không dám vào làng nữa. Mà không biết ở đây nó có gần biển không nữa ta. Để mình đi thử nha. Ăn vô một cái đã. Ăn vô. Nhầm. Rồi, đi về hướng bên đây luôn nha. Đi tiếp thôi. Bên đây là khu gần taiga rộng lớn. Có vẻ là không gần biển rồi. Nhưng mà không sao, bay một xíu đi. Rồi có gì mình lượn về cũng được. Có tới 40 cái pháo hoa lận mà. Bay lên trời nè. Yeah. Bây giờ mình có thể thỏa thích bay rồi. Thích ghê luôn. Có gần biển chưa? Ở đây là cái khu rừng taiga rồi. Ô, có đàn sói nè. Ở đây có đàn sói nè. Mình có thịt zombie cho mấy bé sói này ăn đi. Để cho mấy bé sinh sản ra. Ăn vô rồi sinh sản đi. Ôi, có lạc đà nữa. Đi mà mình vô tình gặp được mấy bé lạc đà nè. Hình như là của anh dân làng á. Đây, bé này ăn đi. Rồi cho bé nó bên đây ăn nữa. Rồi, đó, vậy là cho hết số thịt zombie luôn. Rồi, qua đây coi anh dân làng này bán đồ gì nha. Đi đâu cũng gặp anh này hết trơn. Anh này hay thiệt. Ồ, anh này đổi cát đỏ nè. Cát này hơi bị hiếm nha. Mấy bạn nào mà không tìm được dùng Misa thì có thể đổi với anh dân làng này để lấy cát đỏ nè. Có thuốc súng nữa. Nhưng mà mình không cần đâu, mình tự farm được. Và ở đây còn có thêm một cái Ravine nữa. Oh. Wow, Ravine trong rừng luôn. Và có sách nữa kìa.
mình có trò này nè. Giờ mình sẽ nhảy xuống dưới nha, rồi mình sẽ lượn một vòng từ dưới tít, quay ngược lại rồi quay bay lên tít lên trời nha. Ok ok, làm thử nha. Wow, thích ghê luôn. Rồi rồi rồi, làm lại lần hai nè. Yay, thích ghê luôn á. Ừ, sắp tới mình đang dự định sẽ làm một cái khu á, không, làm những cái vòng á, để mình có thể bay qua mấy cái vòng đó để ghi điểm. Đó, thỉnh thoảng thì chúng ta lại chơi những cái mini game như vậy thì chắc sẽ hay hơn á. Còn bây giờ chắc mình sẽ lượn vài vòng nữa rồi tìm đường về thôi. Nãy giờ mà cánh hơi có tí xíu hả? Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nhé. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã sở hữu được những quyển sách sửa chữa, đồng thời mình đã ép những quyển sách sửa chữa đó vào cái cây đinh ba, cái kính cứng để mình có thể sử dụng nó trong thời gian sắp tới mà không sợ nó hỏng nữa. Và mình cũng đã làm thêm được một cái chỗ farm lâm cừu rồi để phục vụ cho mình trong việc có thêm lâm cừu và xây dựng trong thời gian sắp tới nha. Và nếu các bạn có những ý tưởng xây dựng gì mới á, thì đừng quên comment ở phía dưới để sắp tới mình sẽ tập trung vào việc xây dựng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.